té lướt của anh ta bị choáng. Và bây giờ thì Mèo không cần bắn NTK đã xong rồi, đứng tiền đội mạng chủ Suka làm đôi. Suka đã bị quay cùng với vị trí này của Tay. Anh ta tìm thấy được một người rồi, và đó là triple kill dành cho vị trí của Đức Tỷ. 4-5 cho Lazy. Nó không quá quan trọng. Đây NTK đang có mặt trong khu bóng sai, nhưng dù có một tình huống bắn tốt, bây giờ thì ra sẽ xảy ra ở Playlink. Dù có ai, Đại Cú Tè cũng có một, và bây giờ thì bóng trống Spy sẽ hạ xuống dành cho Kinh Việt bên phía ba tê. Aisola đã bị lộ vị trí bởi truy lùng ký ức đến từ vị trí của Ju, và anh ta sẽ phải đối đầu với hai người không có smoke đến từ vị trí của Aisola. Và chờ đợi cái quả smoke này hồi lại thì nó cũng đã tốn đến 1/3 thời gian, 1/4 thời gian của quả Spy. Và bây giờ Aisola không thể được, thì đó là một setup cường hai người. 7 giải flash đáng tâm rồi, hai quả flash đẩy vào, ra chạy xảy ra Ju và Đại Cú Tè, mỗi người có trình đột mạng. Ra chạy xảy ra rất nhanh, đã có spam NTK và Mèo, mỗi người được trình đột mạng. Nhưng cuối cùng thì Aisola lại được tình huống này về là 1-1. Aisola đối đầu với cả vị trí Đại Cú Tè, ai sẽ là người giành chiến thắng đây? Khoảng cách nó chỉ là 1-3 thôi. Aisola không có lần thứ hai đến từ Aisola, đó là một khẩu classic. Bên kia là Ghost, là một series. Tôi liệu rằng Mèo có thể làm được một lần nữa hay không đây? Mèo lại làm được rồi, và bây giờ Mèo có mạng. Nhưng Red Devil đổi một, NTK lên tiếng rất nhanh. PopC vẫn có một người nữa, Vinet cũng làm được một mạng đấy, nhưng Mèo có mạng thứ hai. Bây giờ thì Mèo đối đầu cả vị trí Suka. Và đó là bảo mạng dành cho vị trí của Mèo. Và sẽ phát hiện được ra các player đến từ bên phía đội lấy gì, lướt thẳng vào hai chết đổi chỗ nhau. Suka đã hàng vi vị trí của Mèo rồi, bắn rất nhanh từ bên phía đội ba tên. Nhưng NTK đẩy vào và cũng chỉ lấy được cho mình điểm, cũng đã như thế làm đôi. Triple kill đã như thế chưa kịp nằm xuống, và quả lưu được trả ra để cản đường đối phương. Akashi có một mạng rồi, nhìn thấy chòm đầu Suka vẫn chưa nằm, Suka đi rồi, đẩy tầm gần, và bây giờ bị kẹt là Red Level. Anh ta không thể nào có được cho mình thêm những mạng nữa. Nhưng 2v1 trong một pha mà hai người bên phía đội Lazy đang yếu máu. Một mạng của Operator, Akashi 19 AP. Và bây giờ thì anh ta thắng ở trong pha này. Triple kill cho Akashi. Tè hình như là bay lên, hơi bị lạc đường một chút, không biết địch ở đâu cả. Lazy back về đến 5 người, Đại Cú Tè có một người, Aisola đổi một. Đắp một kill này cho vị trí Aisola. Đã đấu và thời gian vẫn còn rất cận kề vào đây. Triple kill dành cho Aisola, một mình vai này là không đủ chiến thắng được với Lazy. Bên phía Lazy, và bây giờ Đức Tè phát hiện Suka ở đâu, quyết định rút shot ra luôn, và đó là bạn Đức Tè. Nhưng dù đội bạn nhanh chóng 3-2, và bây giờ thì bị lộ vị trí đến từ Aisola, và không còn đội nào nữa. Lazy sẽ là một mối nguy tiềm tàng dành cho Lazy. Nhưng bây giờ thì Mèo cũng té và phải sở được triple kill là những vị trí của Mèo. Lời sống thuật cuối cùng là Suka, và đây là ra thi đấu 2-1. Họ có thể chờ đợi được, thậm chí là còn những team đến từ Mèo. Kích hoạt luôn rồi, và bây giờ thì Suka ở đâu đây? Suka vẫn đang trốn. Suka ơi, bây giờ thì thở ra là sẽ chắc chắn là bị ăn một viên tên lửa vào mặt. Nhưng mà Suka đang trốn. Triple kill là cho Suka, một quả thật quá là cấp. Chả phát là đẹp, nhưng đây là một bức tường rất khó chịu. Mèo cũng té bắt được vị trí Red rồi. 2 điểm kill, 3 kill dành cho thành viên bên phía team ba tê, và đây cũng là triple kill thuộc về Vinet. 2-1 chỉ còn lại một mình cái tên Aisola mà thôi. Hạ trái spy xuống sẽ có cho mình hồi sinh, nhưng quan trọng là Ju cũng như Đại Cú Tè đã về đến nơi. Và sau khi trái spy được hạ xuống thì cũng không còn góc di chuyển nữa. Nhưng lần này thì Aisola bắt được Đại Cú Tè rồi, cố gắng tìm kiếm người đồng đội mình, phát hiện đây là vị trí Ju. Đây rồi, và bây giờ hãy cùng xem Ju xử lý ra sao đây. Sẽ là cái đẩy ra bắn nhau luôn, và đó là quán kill dành Aisola. Một tình huống xử lý thật sự chỉ có một cụm từ thôi, đó là giả sờ. Aisola xử lý quá bình tĩnh, quá hoàn hảo, quát kill chiều cơ hội mình. Nhưng đây sẽ là góc thi đấu free shot đến từ vị trí Đại Cú Tè. Một mạng rồi, đắp cổ kill dành cho vị trí Đại, không có một vết xước nào cả. Tiếp tục một đầu kill đến từ Đại, và có vẻ nhà Mèo Cú Tè cũng sẽ rơi trạng thái nguy hiểm mà thôi. Triple kill dành cho Đại, không có sự cover nào đến từ Aisola cả. Quát kill dành cho Đại Cú Tè. Một mình Đức Tỷ, một Việt Nam, Đại Cú Tè biết đối phương ở đâu rồi. Nhưng không phải để vào không dành cho Đại Cú Tè nữa. Chủ yếu cũng trong xài, có sự hỗ trợ đến từ Vinet, nhưng Vinet đã phải nằm xuống. 5v4, một bạn là trong vị trí Đại Dung Ca cũng bắt được Đức Tỷ. Ultimate được sử dụng đến từ Red, rất khó được để vào gục. Đắp một kill dành cho vị trí Red, và chỉ có là một mình Aisola rồi. Aisola làm rất đơn độc, một bạn dành cho Aisola rồi, nhưng sẽ là không đủ đâu. Chiến thắng thứ 8 được về các thành viên bên phía team bạn. Đó là Bulldog tràn vào cùng nhau đến từ bên phía của đội của Lazy Trang đây. Họ vẫn tìm kiếm tình huống bắn đầu, và bây giờ Aisola có một mạng triple kill cho Aisola. 1-1. Nhưng ba người hoàn toàn không liên quan đến nhau, biết rằng đối phương muốn vào khu vực side B, chiều cuối tự kill cho để sử dụng. Bay ra khỏi tầm cổng chân, triple kill, quạt trả kill cho NTK. Và đó là 4 mạng dành cho kill cho bên phía đội hình Lazy. Thế về mặt vị trí trong tình huống retake này, Vinet đi tìm, anh ta vẫn có thể flick được vào mồm của Akashi.
2 vs 2, mèo của Operator. Đức Ti còn nguyên 2 flash. Và đây sẽ là nguồn tài nguyên để đưa mèo vào phía bên trong khu vực dài, di chuyển cùng với những kỹ năng của đồng đội mình, nhặt được một khẩu súng tốt hơn. Vines liệu có thể làm được gì đột biến hay không đây? Nghe đi tiếng súng giạt ra, Vines chờ mà có được cho mình cái đầu này. Vẫn chưa có quad kill. Đức Ti biết điều gì đang đón mình. Đức Ti mất tầm nhìn. Đức Ti đi, quad kill cho Vines. DK bắt được Red, hai người kia cũng đang muốn về và sẽ là 4B ở thời điểm hiện tại. Bate đang đi vào một cái bẫy thực sự và đây là liên tiếp những điểm kill dành cho mèo. Triple kill dành cho mèo rồi. Đức Ti cũng lên tiếng và là thắng hát bài. Lý do gì để lùi trong round này cả? Họ không cần giữ lại những khẩu súng nhỏ trên tay, băng vào sang Leo hợp lý hơn. Anh Boss có mạng nhưng cũng là hai điểm cùng đuổi ngược lại bên phía đội của Lý Dị. Cương gần là Đức Ti đã có được trong điểm cùng của Chu rồi. Và Suka thì quá là cô độc đi. Còn thứ gì tệ hơn một khẩu Cherif trên tay ở thời điểm hiện tại? Liệu có thêm mạng nào cho vị trí của Suka hay không đây? Cố gắng bắn đầu và trượt hết. Triple kill cho Đức Ti. Không nhiều tổn thất dành cho Lady. Họ chiến thắng được ra thì đấu bòi đó là Suka. Người hùng của Bate liệu có thể lên tiếng hay không đây? Vẫn đang trốn đến từ Suka. Một bạn là Suka rồi. Suka đang cố gắng câu giờ. Có thể thương được là từ Red nữa. Triple kill dành cho vị trí của Red. Triple win. Lại là Bate, lại là đối phương thì đều có được điểm hạ cũng trong tình huống này. 4 vết 3 rồi, trái phát được nhồi ra. Nhưng bây giờ là Đức Tì, triple kill dành cho vị trí Đức Tì. Và bây giờ thì Suka mới bắt đầu lên tiếng, hai điểm hạ cục dành cho vị trí Suka. Liệu có phải là một tình huống quát kill quát hay không đây? Suka đang rất khó như đây, triple kill không phải điểm hạ cục tiếp. Lazy sẽ phải di chuyển vào, 25 giây, STK Hạ cũng đi về phía Suka rồi. 3 vs 5 và liệu cũng phải là chấm dứt. Chạy ra là anh Bốt, anh ta có một mạng. Mèo đổi một, phải nên làm thôi. Và bây giờ không có cơ hội nào cả. Lazy là đội tuyển tiến vào chung kết tổng để gặp gỡ Fans United Esports. Chiến thắng dành cho các thành viên bên phía team Lazy. Một hành trình comeback của Akashi cùng với những người đồng đội, họ để thua map thi đấu đầu tiên. Họ đánh rơi map 1 vào tay đối phương. Nhưng cuối cùng thì hai map thi đấu sau đều là những chiến thắng rất ngọt ngào dành cho Đức Ti cùng với Lazy. Vẫn là một lần nữa tìm tài trợ đã gục ngã tại trận chung kết nhánh thua, nơi mà họ hy vọng mình sẽ có thể quay trở lại để đòi món nợ với Fancy. Nhưng Lazy mới là đội tuyển mạnh hơn. Nếu hai ngày trước chúng ta có nói về việc Lazy chưa từng thắng được tìm tài trợ trong những cặp đấu gặp gỡ liên tục, thì 3 ngày của playoff này Lazy thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Và dù sao cũng phải cảm ơn team tài trợ với những gì họ đã cống hiến ngày hôm nay. Chuỗi hành trình ấn tượng ở giai đoạn vòng bảng đến từ các thành viên bên phía team tài trợ.